Dạ rồi, hello, xin chào tất cả mọi người ha. Chào mọi người trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì em sẽ phục vụ cho anh em về một cái combo cào rồi cuốc với cái vít này ha. Đó, rồi combo này bán giá là 300 anh em, chuyển khoản đủ em bao ship luôn. Còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship nha. Đó, combo này khá là đẹp anh em. Cái này về chùi dầu ra nó bóng lưỡng à. Một cái à, cái này vít ha, về cha cán vô vít. Đây cái cuốc ha, cuốc lưỡi còn bén anh em. Ừ, lưỡi bén ha. Anh em thấy không có dấu hàng nè. Đó, cuốc này về ngang chắc tầm tắc mốt nha anh em. Rồi cào đó nè, đó ba món nha. Đó, thường em bán 101, 102 một món gì đó, mà anh này bán combo cho anh em rẻ nha. Rồi combo đó, combo như thế này em bán giá là 300.000 nha anh em, chuyển khoản đủ em bao ship luôn. Còn anh em nào nhận hàng thanh toán thì chịu phí ship ha. Rồi em xin kết thúc clip nha anh em.